Hello, xin chào mọi người. Hôm nay bên bố già shop có lên cảng HRV chịu lực cho con Future X. Cảng này là bên mình sẽ chế, và khi trong cái thời gian bên mình chế và hoàn thiện cũng mất khoảng tầm hơn 2 tiếng. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em và mọi người cùng xem nha. Về cái cảng HRV chịu lực này thì bên mình chế lại và bắt theo sườn xe. Bát sẽ được làm lại, và cái vị trí bắt của bên mình sẽ bắt ở dưới chỗ chân phuộc, và lên phía trên này là bên mình sẽ làm lại bát. Bát thì bên mình làm sẽ không có cấn vào cái dàn mủ của xe, cái này là hoàn toàn bên mình chế nha. Đó, về hai bát hai bên là hoàn toàn bên mình chế. Đó, về cái tiếp theo đó là cái vấn đề gọi là chiều cao. Chiều cao của cái đế này thì hai ngón tay này đưa vào thì nó không có lô được, nói chung là nó khoảng tầm hơn một phân thôi. Đó, và cảng bên mình có căn chỉnh là hết. Đó, mọi người cùng xem nhá. Đó, này đây, bên mình chế từ ba ga của Way 125 nhá. Đó, anh em nhìn nhá. Đó, rồi bây giờ mình để anh em coi tổng thể khi lên trên xe. Anh em nào cần có thể liên hệ với trực tiếp qua shop bố già, địa chỉ là số 7 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên mình là 0964066066. Rồi bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Anh em nào cần có thể liên hệ với bên mình ha. Rồi, tạm biệt anh em.